Rồi chúng ta sẽ qua trưởng phòng. Như vậy trưởng phòng thì giống tiếp thị thôi. Chúng ta sẽ kế thừa từ từ nhân viên trưởng phòng. Chúng ta kế thừa từ nhân viên rồi ở trong trưởng phòng thì chúng ta sẽ có public double của trách nhiệm và chúng ta sẽ chèn thêm phương thức khởi tạo không tham số, chèn thêm phương thức khởi tạo có tham số của cha, có tham số của con và đổi cái trách nhiệm này ra phía sau. Được chưa? Đó là khởi tạo. Bây giờ mình sẽ chèn thêm các phương thức cần phải override. Nhập là 1. Get thu nhập là 2. ToString là 3. Nhưng mà ý là mình ToString ở đây á thì nó không đúng ý mình. Tí nữa mình đưa cái toString riêng. Rồi. Mình lại insert cái toString. Thì nó mới có cái ghép cái nhân viên này vô nè. À còn không thì mình sẽ chỗ này. toString của mình sẽ thông tin này chỉ có của trưởng phòng thôi. Mình còn thiếu của cha nữa. Server.toString của cha cộng với cái thông tin của trưởng phòng. Và thông tin của trưởng phòng thì mình xuống dòng cái xịt tên cái xuống dòng và tab vô để cho nó dễ nhìn. Thông tin của cha, thông tin của con mình dễ nhìn. Còn sau này các bạn muốn view theo kiểu gì là tùy các bạn. Các bạn muốn sắp đặt lại như thế nào là tùy. Còn bây giờ chúng ta chỉ có vậy thôi. Đối với thu nhập thì bạn này sẽ được kế thừa từ nhân viên. Thu nhập của nhân viên cộng với gì? Trách nhiệm. Bởi vì bạn này là trưởng phòng có thêm tiền trách nhiệm. Đối với lại hàm nhập, chúng ta mới nhập được 3 thông tin. Còn thông tin về tiền trách nhiệm chúng ta chưa có. Vậy chúng ta thêm vào đây để nhập tiền trách nhiệm. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo tiền trách nhiệm của chúng ta, thông báo để người ta nhập vào. This.trách nhiệm bằng scan.net double hết việc. Ủa sao dễ quá ta? Dễ không? Dễ mà. Cực dễ. Đúng không? Cực dễ đúng không? Dễ mà, cái này là viết được 2 lần rồi. Hôm trước là online viết lần, bây giờ offline viết lần nữa. Online nào nữa? Ông người giáo học giỏi Java một cùng ông người giáo không chịu vô. Giỏi rồi không chịu vô. Vô không? Rồi như vậy chúng ta có lớp trưởng phòng. Còn gì nữa không? Trưởng phòng còn gì nữa không? Hết ha.